Thế là tại sao lại người ta lại không cho tiền? À, hôm trước à, họ bảo là đưa em đi thì họ vẫn cho, xong à, họ lại lừa em, định đánh em ạ. À. Họ còn dọa em nữa. Nào khoanh tay, con chào các ông các bà. Con chào các ông bà. Con chúc các ông các bà. Con chúc các bà. Thật nhiều sức khỏe. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục đi xuống nhà của em Quân cô bác. Và đồng thời thì cháu Lực có đem một cái phần quà là của hai chị là Nguyễn Thúy có gửi tới cho bé Hiếu cũng như là em Quân và ông bà nữa cô bác ạ. Ngày hôm nay thì cháu Lực xuống nhà em Quân thì cái thời tiết hôm nay thì có vẻ như khá là lạnh cô bác ạ. Cháu Lực nhìn thấy là có rất là nhiều sương mù này. Cháu nhìn thấy là có rất là nhiều sương mù cô bác ngày hôm nay ấy, ở trên nhà của ba ông cháu thì hiện tại là cửa đã làm xong hết rồi cô bác. Đấy, do là cái trời mưa quá cho nên là ô tô nó không có thể là mà lên được, thành ra là chắc là phải chậm thêm độ tầm một ngày để cho đường xá mọi cái khô rồi thì mới có thể là lấy được cửa đi vào và hoàn thiện cho ba ông cháu cô bác. Ở ngoài thì xuống thì không biết là em Quân với lại ông bà thì có ở nhà không. Bây giờ thì hiện tại là cũng khá là tối rồi cô bác ạ. À, cháu Lực đang bắt gặp em Quân là đang lấy. Tại Quân thì cháu Lực đang nhìn thấy là một mình em lên đây để mà nhổ sắn cô bác. Không biết là em ấy mua nhổ sắn ấy để cho lợn hay là để làm gì. Rồi anh chào Quân nhá. Dạ, em chào anh. Rồi. Con chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Rồi, thế ra đây lâu chưa? Em cũng ra được một lúc rồi ạ. Ra được một lúc rồi à? Rồi. Thế thì bây giờ cháu Lực phải để cái phần quà này ở đâu đó cô bác? Và cháu Lực sẽ để tạm ở đây một lúc nữa. Thì khi mà hai anh em đi về thì cháu Lực sẽ cầm theo để về cô bác. Bé Hiếu thì đi học về chưa? Chắc cũng về rồi ạ. Cũng về rồi à? Thế lúc đấy là em lên đây là bể hữu chưa lên à? Chưa. Cái sắn này để cho lợn hay là như nào? Lấy đi nấu một bữa. Lấy đi nấu một bữa à? Thế gạo nhà mình thì còn không mà ăn sắn rồi? Có ạ. Vẫn có à? À. Thế là sắn này trước là trồng ra là cũng là để ăn thôi à? Đó. Thế là trong khoảng thời gian vừa rồi thì làm đám ma cho bố ấy, thành ra là gạo vẫn còn dư cho nên là vẫn còn chưa ăn đến đúng không? Đó. Nhổ lên trên. Ôi, vậy. Bây giờ phải đào cẩn thận một chút. Mấy hôm nay thì em có đi đâu làm thuê cho ai không? Có. Có à? Ờ. Thế làm được bao nhiêu tiền rồi? Hôm trước em đi làm không tiền đâu ạ. Họ. Sao lại không được tiền? Họ lừa em đi xong họ không cho tiền em ạ. Lừa em á? Vâng. Thế lừa đi tận đâu mà không được tiền? Thế là tại sao lại người ta lại không cho tiền? À, hôm trước họ bảo là đưa em đi thì họ vẫn cho. Xong à, họ lại lừa em, định đánh em ạ. À. Họ còn dọa em nữa. Thế đi làm được bao nhiêu hôm? Một hôm ạ. Làm được một hôm á? À. Thế làm được một hôm là đến tối là người ta không cho tiền à? Không ạ. Họ bảo là
sáng thì họ đưa em đi xong rồi bảo là cho em cho tối cho. Xong cho làm đến tối xong họ không cho em, họ còn dọa em nữa. Thế đấy là em đi làm cho nhà người ta hay là đi làm cái công trường ở ngoài đường bên kia? Em đi làm ở bên kia đó. Ngoài đường bên kia à? Em có phải là làm cho dân ở trong bản không hay là làm tận đâu? Không ạ, làm ở xã khác đấy. Làm ở xã khác á? Vâng ạ. Nhưng mà làm ở xã khác thì đấy có phải là làm cho hộ gia đình hay là mình đi làm cho công trường nào không? Đi làm công trường ạ. Đi làm công trường à? Vâng. Thế là người ta không cho à? Vâng. Thế là tầm bao nhiêu tuổi? Họ cũng được hai mấy tuổi rồi anh ạ. Hai mấy tuổi á? Vâng. Là thuê em đi làm đúng không? Vâng. Bằng tuổi anh là hơn tuổi anh nữa? Hơn tuổi anh ạ. Là hơn tuổi anh à? Vâng. Thế ở đấy thì có bao nhiêu người? Có người bằng tuổi anh không? Có. Có à? Vâng. Thế là cái ông mà cái người mà bảo em đi làm ấy, không trả tiền cho em ấy, thì là người ta lớn tuổi hay là như nào? Lớn tuổi ạ. Lớn tuổi à? Vâng. Cũng được ba mươi mấy tuổi rồi. Ba mươi mấy tuổi đấy là người chủ đúng không? Vâng. Thế nhưng mà tại sao em lại biết là chú đấy mà đi làm? Hôm trước à, em cũng chỉ đi bên kia chơi xong à, em lại về đi xong à, họ gọi em ra làm luôn à. Thì họ bảo là cho em làm thì tối họ đưa tiền cho em, xong họ không đưa. Nhưng mà ở đấy là làm công việc gì? Đấy là làm phụ vứa. Làm phụ vứa à? Vâng ạ. Thế là nguyên một ngày, thế người ta có nuôi ăn không hôm đấy? Có, nuôi mỗi buổi chiều. Nuôi mỗi buổi chiều à? Vâng ạ. Thế là buổi sáng là người ta không cho ăn à? Vâng ạ, sáng là em ăn từ nhà đi rồi ạ. Từ nhà đi. Vâng. Thế từ đây sang bên kia thì đi tầm bao nhiêu tiếng? Cũng được 2 tiếng ạ. Đi 2 tiếng? Vâng ạ. Thế là lúc mà em đòi tiền ấy thì người ta bảo thế nào? Họ bảo là không cho. Không cho? Vâng ạ. Thế xong rồi người ta còn bảo như thế nào nữa? Xong rồi họ mới dọa em bảo là nếu mà còn đòi nữa tí anh lấy đập em, đánh em. Là đánh à? Vâng ạ. Xong rồi em mới về ạ. Xong rồi em mới về? Vâng ạ. Thế là hôm qua là em vừa đi à? Vâng ạ. Em làm đến 6 giờ. Xong rồi em xin phép mẹ anh đấy bảo là về sớm một tí, xong mẹ anh bảo là không cho về sớm. Xong rồi em làm đến 6 giờ. Em từ 6 giờ bên kia ra đến đây là có 7 giờ. Thế có một mình em hay là bao nhiêu người? Một mình thôi ạ. Một mình em á? À. Là người ta cho em là phụ vứa, xách vứa cho người ta đúng không? À, làm, xong rồi họ bảo là tối họ đưa em về. Xong cũng không đưa, một mình em tự đi bộ từ bên kia về nhà thôi ạ. Một mình em tự đi bộ trong kia. Thế là hôm đấy là tại sao em không gọi cho anh? Điện thoại để nhà hay là hết pin? Không ạ, hôm trước em chỉ lấy mỗi đèn pin đi thôi ạ. Thế là điện thoại là để nhà đúng không? Vâng ạ. À, thế lần sau đi thì sao không cầm điện theo điện thoại? Hôm đấy bảo em sợ bị vớ xong rồi em lấy để ở nhà thôi ạ. Sợ là bị hỏng mà để ở nhà? Vâng ạ. À, thế đấy là người ta làm cho, đang làm nhà hay là đang làm nhà cho dân hay là đang làm như kiểu nhà trường gì đấy? Đang làm nhà trường ạ. Đang làm nhà trường à? Vâng ạ. Đang làm nhà trường. À, thế thì thế, cái vụ việc đấy thì để anh tính rồi anh sẽ xử lý xong. Em có bảo với ông bà chưa? Em nói rồi. Nói rồi à? À. Thế ông bà thì có bảo gì không? Không ạ. Ông bà không bảo, chỉ bảo là lần sau đừng có đi nữa. Lần sau đừng có đi à? Vâng ạ, sợ họ lừa. Sợ họ lừa. Vâng ạ. Đấy, may là em còn làm được làm một hôm đấy. Ở đây nếu mà em làm độ tầm một tuần hay là bao nhiêu ngày đấy, đến lúc mà người ta mà không có trả tiền thì mới đi được mấy hôm. Thế là cả nguyên một ngày là người ta không trả tiền cho nhìn nào luôn. Không ạ. Ôi xồi. Đấy, ở đây thì người ta thấy là chắc là biết là Quân là hoàn cảnh và gia đình như vậy. Thành ra là mấy công khan lớn như vậy để mà lừa. Đấy, ở đây thì bây giờ là chắc là cái vụ việc này thì sẽ để cho Lực nhờ bên để cho Lực ra kia nói chuyện. Em còn biết, em còn nhớ cái chỗ đấy không? Em có. Có đúng không? Vâng ạ. Thế thì ngày mai đi, hôm nay bây giờ thì là tối rồi, thì ngày mai thì hai anh em mình sẽ đi ra bên kia. Thì à, anh sẽ xem là cái vụ việc này người ta sẽ như thế nào. Nếu mà người ta không có giả thì anh sẽ tính những biện pháp khác. Vâng. Tại vì là một mấy ngày công của em. Vâng ạ. Đấy.
đấy, rất là đáng buồn của bác khi mà một cậu bé mà đang gọi là đi cố gắng đi làm từng ngày về để mà có tiền về cho ông bà đấy, nhưng mà đến cuối cùng thì người ta lại không có trả tiền, thấy em là bé cho nên là bắt nạt luôn đấy, rất là láo của bác ạ. Thế còn là sắn này thì trồng được bao lâu rồi? Được nhiều rồi, được hay 2-3 năm rồi. Được 2-3 năm à? Vâng ạ. Cũng trước là cũng không có, cũng không có lợn, cũng không có lợn để cho con lợn ăn thì để mới để được lâu thế này. Để được lâu á? Thế là sắn này là như mọi năm mà không đủ ăn thì lấy sắn này đi ăn hay là như nào? Cũng lấy sắn đi ăn thôi ạ. Lấy sắn đi ăn? Vâng ạ. Thế là đến, nếu mà như mọi năm thì đến thời điểm hiện tại thì đã được ăn sắn chưa hay là như nào? Cũng chuẩn bị được ăn rồi. Là cũng chuẩn bị được ăn sắn rồi. Vâng. Thế là năm nay là mình chưa ăn sắn đúng không? Vâng. Năm nay thì vừa rồi có làm một cái phần đám ma chay cho bố cho nên là cũng được bà con là góp, mỗi người là một ít gạo cho Quân thì cũng khá là nhiều, và thành ra thì trong đó thì cháu Lực cũng có mua cho em Quân, cho nên là năm nay nhà Quân thì cũng không có phải là ăn sắn này là nhiều đâu cô bác. Thế sắn này thì nếu mà mang về thì để như thế nào để ăn? Tí vì phải rửa. Rửa à? Thì sắn này lúc nào nếu mà nấu lâu hơn thì lấy làm bánh anh ạ. Làm bánh à? Ừ. Thế là đã từng làm chưa? Bà đã từng làm cho em chưa? Làm rồi. Bà làm cho rồi à? Làm bánh ngon hơn để nấu ạ. Làm bánh là ngon hơn. Thế hôm nay lạnh như thế này thì tại sao em lại không có mặc áo vào? Hay là vừa rồi em vừa đi đâu làm cái gì về? Thì lúc đấy em cũng vừa đi lấy cỏ về nóng xong rồi tí lại về đây làm lại nóng. Lại nóng à? Thế nên là không mặc khoác à? Không. Ôi cẩn thận, lấy ra xa xa một tí thì nó mới nhổ được cả cái chùm nó lên. Đó. Ôi đứt hết rồi. Ôi, có đứt 3 quả. Đúng không? Đó. Cái này là không để mang cho lợn chứ, nếu mà để ăn thì chỗ này đủ chưa? Chuẩn bị đủ rồi. Đủ rồi, thế thì đào nốt cái góc kia xem là có bao nhiêu quả thì lấy ra. Ừ. Vậy thì đây là một tí là nấu luôn hay là như nào? Một tí là nó luôn á. Tí là nó luôn à? Ờ thế thì một tí nữa anh sẽ lại và xem là hai anh em mình nấu như thế nào. Đấy. À. Xem là cái cách của Quân nấu sắn là nấu như thế nào. Ôi duyên to thế nhỉ? À. Thế cái lúc mà người ta mà không có trả tiền ấy thì cái cảm xúc của em là như thế nào? Em buồn ạ. À. Buồn à? À. Đi làm cả ngày không có tiền về cho ông bà. Thế không là như gì, không mua được thì cho ông bà. Thế mà như em mà đi làm như thế này thì người ta không giả thì em có ý nghĩ gì ở trong đầu mình sẽ ví dụ như là trả thù người ta gì không? Em không ạ, bây giờ còn bé thì không dám đâu. Không cẩn thận thì họ lại đập bị đau, không ông bà không lấy được cỏ. Thế là em mới chọn cách là thôi là coi như là về đúng không? Vâng. Sắn này thì có để phân gì không? Có. Có à? À. Đủ chưa? Đủ rồi ạ. Đây, Quân thì thời tiết của bác cũng se lạnh một chút. Em thì ở nhà thì thành ra là đi làm mà về kiểu như nếu mà mình đi làm đi lao động ấy thì là sẽ nắng ấy. Thì là sẽ nóng ấy, thành ra là em không còn mặc áo rét luôn. Em có ủng để đi không? Có. Có à? Thế sao em không đeo ủng để đi? Trời mưa thì lạnh như này để đeo ủng. Đây thì
đi đường rất là trơn cô bác, cho nên là cháu Lực vẫn có phải là đeo ủng để mà đi cô bác ạ, chứ không là rất là lạnh. Bà thì chắc là đang nấu cơm hay sao rồi. Đấy, thấy nhà là khói nghi ngút hết cả da rồi. Cô tỏ mà hóa bao rồi anh Trương ơi. Cô tỏ mà hóa bao hả? Ủa, cái chỗ này thì đi như vậy đó là đi cực kỳ cẩn thận đấy, chứ không là té luôn đó. Từ đây nha. Mưa như này thì không cần phải tưới cây nữa nhỉ. Bây giờ thì người bố của Quân cô bác thì đã ra đi rồi, cho nên là tất cả những nhọc nhằn thì đều để lại cho em Quân. Bây giờ thì chỉ có nhìn thấy là hai cái ngôi mộ còn rất là mới ở đấy thôi. Này Hiếu, chú có gì đây này? Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, chú có gì cho đây này? Ra đây đi, ra đây. Mà này lắm ạ, áo có bong hờ lắm mà này ạ. Mà, mà này mà. Thế là bây giờ đấy dao cái này thì chỉ có luộc mấy quả đấy chứ. À. Đúng không? À. Thế bây giờ luộc tùng một ít đi, xong là tí nữa xem là chế biến món này xem là như nào. Ở nhà em thì có hành không? Nhà em không ạ. Không à? Hôm nọ là em trồng rau cải ở bên kia à? Gieo rau cải à? À. Cái tách này thì là trước là bố mua hay là như nào? Cái tách này là bố mua thôi ạ. Bố mua à? À. Đấy ở ngoạn cuối đấy thì nó mới không có sạm nhiều. Đó. À. Nước này thì có phải nước sạch không? Nước này không ạ, chỉ lấy rửa thôi. Chỉ lấy rửa tay thôi hả? À. Rồi bé Hiếu thì đang hát cô bác ạ. Vừa rồi thì Lực còn nói là có quài ở bé Hiếu ấy. Bây giờ thì trời đang đang mưa phùn một chút cho nên là Hiếu chắc là không có ra ngoài. Rửa nó hết đất xong rồi một tí mình ra kia xong là mình gọt vỏ nó xong. À. Ngôi mộ của bố của em Quân của bác thì cũng được nằm là ở ngay cạnh nhà thôi. Cái Quân thì mỗi lần mà em đi qua đây thì nhìn thấy mộ của bố của mình thì lúc đấy em có cảm giác là suy nghĩ như nào? Có thấy nhớ bố không? Không có ạ. Có à? À. Đấy thì cũng chạy ra ngoài ra kia rồi các bác. Này chú lại có xem con nữa này, ra đây, ra đây. Có lấy không? Ông bố à? Hả? Bên này mà, bên này đi, cái ảo hơm á, đây ạ, thì rơi đây ạ. Vừa rồi thì cháu Đức có nói với bé Hiếu rằng là chú lại lấy thêm gấu bông cho các bác, thì cũng chạy ra đây luôn này. Đấy, xem mà bé Hiếu một chút, ôi đang điệu cái gì đấy hả, đang ở tủ cá à? Nào khoanh tay, con chào các ông các bà. Con chào các ông bà. Con chúc các ông các bà. Con chúc các bà. Thật nhiều sức khỏe. Rồi, đang điệu cái gì đấy, nào chú xem nào, đang điệu cái gì, sao? Ây da, một con Pikachu cô bác ạ. Đấy. Lọ, thôi, lọ. Đi về nhà đi. Đấy, đi về nhà đi. Đấy, đi vào nhà. Ơi. Đấy, chạy toàn theo anh. Gọt ở đây thôi chứ, hay là đi vào nhà gọt? Ở trong nhà. Rồi. À, đi về nhà đi Hiếu, đi về nhà đi. Nào, đi vào nhà thôi.
Mưa thì đang gọi là phải nói là hiện tại vừa về đến nhà thì mưa rất là nhiều các bác này. Ở đây thì còn những cái giọt mưa xuống rất là nhiều và rất là dày đặc luôn. Tí Hiếu có lấy cái này không? Hả? Có lấy gấu bông không? Có lấy không? Có. Có. Rồi, tí chú cho nhá. Và trong nhà thì có vẻ như khá là tối nhỉ? Đấy, bây giờ thì cũng khá là tối rồi. Cái bóng đèn năng lượng này có lên không? Có tí chỉ lên tí sáng một tí xong rồi. Tắt ạ. Tắt đâu mà năng lượng không? Tại quên hết rồi mà. Thế là để làm gì? Gọt vỏ. Gọt vỏ á? À. Gọt vỏ ấy phải gọt như này chứ? Gọt như này chứ? Gọt cả vỏ ra chứ? Thấy con dao bé hơn này, dao đấy to hơn. Thế tối nay ăn sắn thì còn nấu cơm ăn không? Có. Vẫn phải nấu cơm đúng không? Em thì không nấu cũng được nhưng mà sợ ông bà đói. Sợ ông bà. Thế ông bà này bây giờ là phải ăn cơm các bạn. Ông thì đi đâu rồi? Ông thì chắc là đi lấy cỏ chưa về. Đi lấy cỏ chưa về à? Ôi dồi. Mưa với còn đang rất là dày đặc các bác ơi. Ông đi lấy cỏ rồi. Ở nhà của Quân thì là cũng vừa mới có thêm một con bò bê mới. Mùa này thì bóc vỏ nó ra nhanh thôi nhỉ, mùa này ấy. Cũng không phải là bóc khó mấy. Bây giờ Quân đi rửa nồi nhá, để anh bóc cho đã nhá. Rồi. Bây giờ thì cháu Đức sẽ phải dừng ghi hình một chút cô bác, để một tí nữa cháu Đức sẽ tiếp tục ghi hình cho tất cả cô bác anh chị là cùng xem là mấy anh em, hai anh em mà chế biến cái món sắn này để mà thành thức ăn thì sẽ chế biến như nào các bác nhé. Hôm nay thì một tí nữa mấy anh em chắc là cũng chỉ là gọt vỏ này xong là luộc qua thôi. Hiếu thì hôm nay đi học thì có ngoan không? Có ạ, à, bảo đi. Có ạ. À. Có ạ. À. Phải dạy nói một chút các bác thì mới biết nói được. Hôm nọ thì bác chiêm sang thì bác có giúp bé Hiếu là cắt tóc mái này, lông mũi một tí. Đấy, lông mũi một tí. Rồi. Lông mũi một tí. Đấy. Có ngoan không? Có ạ. À. Có ạ. Thì khoanh tay cho chú xem nào, khoanh tay cho chú xem nào. Khoanh tay. Chào các ông bà. Rồi, đấy. Một tí nữa thì chú lấy có bông cho nhá. Nhá. Rồi, có ạ. Có ạ. Rồi. Bây giờ là mang đi thế là mỗi lần đi rửa là đi ra tận kia à? Là bên kia là nước sạch đúng không? Thế cái nguồn nước sạch này có phải nguồn của nhà em không hay là nguồn của nhà chú bên này? Kéo từ nhà bác trên kia xuống. Từ trên kia xuống à? Thế nhưng mà có phải là nguồn của nhà em không? Không. Không phải á? À, thế là đây là bây giờ mình đang xài gọi là xài ké chú thôi đúng không? À. Nếu mà một tí nữa đến tối thì vẫn phải là nấu cơm thêm một bữa nữa đúng không? Vâng ạ. Thế là vừa rồi là vừa đi lấy để cho về cho lợn à? Xong là vừa là mình vừa nấu ăn luôn à? Đấy, như theo lời của Quân kể cho Đức cô bác này, như mọi năm là đến tầm mùa này là nhà Quân đã bắt đầu là phải ăn sắn rồi. Thì coi như gọi là sắp ăn sắn nên là gạo sẽ hết đấy. Bé Hiếu thì vẫn còn đang tung tăng. Nào chú xem qua đây nào. Chú xem nào. Đây, ra đây cho chú xem nào, ra đây nào. Ra đây cho chú xem nào. Bà thì đang đây là bà thì đang rang một chút chè cô bác. Sang một chút chè đấy cô bác. Bây giờ luộc cái này ăn xong rồi một tí mới nấu cơm à? Dạ.
trồng nhiều, trồng nhiều lâu đó. Ấy, nhưng cũng chả đi tới hôm trong rồi. Tao dài khảo lâu cũng chín được nữa. Này thì luộc tầm bao lâu thì nó mới chín quân? Cũng tầm 20 mấy phút ạ. Tầm 20 phút là chín à? À. Thế bây giờ cho lửa vào thì trong quá trình mà luộc ấy thì là mình ra bên kia là bóc phần quà của hai bác Nguyệt Thúy là gửi cho. Vâng ạ. Đấy, bây giờ thì ra đây bóc phần quà này đó. Đây. Pho đang đẹp không? Đấy, bây giờ thì em thử mở cái này ra. Ở bên trong thì bác cũng có ghi là cho ai ấy. Nào Hiếu, ngồi đây, ngồi xuống, ngồi với anh Quân này. Ngồi đây với anh Quân để lấy gói bông nào. Đấy, ngồi với anh Quân để lấy gói bông. Đấy, ở đây thì hôm nọ có bác cháu được có nhận được một thùng là bằng bìa cắt tông. Cháu được mở trên nhà của em Sử đấy. Và ở đây thì cháu được đã được sự đồng ý của hai chị Nguyệt Thúy thì cháu được mới mở ra để mà đi xuống hoàn cảnh nào thì cháu được sẽ chia sẻ những hoàn cảnh đấy. Ở đây là cho bà. Ở đây là cho bà thì dặn những cái gì? Quân thử đọc xem nào. Đấy, Quân thử đọc xem nào. Bao tay cho bà lúc bà đưa bé Hiếu đi học mang cho ấm tay. Còn là bao tay cho ông mang lúc trời lạnh. À, đây là cho ông bà đúng không? À. Rồi, hai bao tay cho ông bà. Đấy, còn ở bên trong thì đây nào, cái này là chắc chắn là của bé Hiếu rồi. Đấy. Có thích không? Hả? Có thích không? Trăm. Ừ mà. Có mà. Con hả mà. Hả? Có thích không? Có thích cơ. Bảo là thích chứ. Nào, ở đây cho xem mặt nào, bảo đây. Thích. Xin đi. Hả mà. Xin chú. Xin chú. Rồi, xin hai bác. Hai bác. Rồi, đây. Ồ. Đây còn là đây là cái gì nữa? Chăn, hình như là chăn ạ. Ở đây còn là một lá thư này, lấy cái lá thư đấy ra đọc xem là như thế nào. Đấy. Ồ, chú ngài lô mọi người. Ồ, lau kể nằm ồ. Chẳng và con. Chăn và con gấu cho bé Hiếu. Quân có thể cho bé Hiếu mặc khi đi ngủ hoặc là mặc trong nhà khi trời lạnh, không nên mặc ra ngoài nhé. Chỉ mặc lúc ngủ hoặc trong nhà. Cô Nguyệt, cô Thúy bên Mỹ Bắc Cali. Đây, ở đây là những cái lời mà nhắn nhủ của hai chị Nguyệt Thúy khi mà gửi những phần quà cho các em, thì sợ rằng là cháu Lực không có biết đấy cô bác, cho nên là hai chị rất là nói là chú đáo cô bác ạ, ghi từng những cái phần quà một. Ở đấy thì xem nào, là em thử mở ra xem nào. Hãy mở ra xem nào. Ôi. Đây là cái áo để mà đêm bé Hiếu đi ngủ nhá. Ồ, cũng khá là to đấy nhỉ. Đấy, nhưng mà áo, nhưng mà cái này thì là như kiểu thành là cái chăn luôn đấy, thành ra là to không có vấn đề gì cả. Đấy. Đấy, bé Hiếu thì đang ôm con gấu bông này cô bác này. Đấy, hôm nay thì cháu Lực đã gửi thêm là những cái phần quà của hai chị Nguyệt Thúy tới cho gia đình của em Quân, với lại thêm bà bé Hiếu, ông bà nữa cô bác. Hãy cho được cũng rất là cảm ơn hai chị đã tin tưởng và gửi những món quà rất là xa xôi tới cho những hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ hiện tại cô bác. Đây, ở đây là những cái phần quà mà các bác đi chọn từng món đồ một, đi lựa từng món đồ một để cho hai anh em cũng như là ông bà nữa. Đấy, ở đây thì hôm nọ là hai bác là cũng gửi cho em là đôi giày rồi, lại thêm là những cái đồ khác rồi, cho nên là hôm nay là chỉ có đồ của ông bà với lại của bé Hiếu thôi. Đấy, cái này thì một tí nữa thì ông về thì sẽ cho ông nhá. Đấy, có thể là những lúc ông đi lấy củi, đi lấy rau, đi lấy cỏ chẳng hạn thì là để đưa cho ông. Đấy. Con cảm ơn hai bác đã gửi quà cho em và ông bà. Con chúc hai bác luôn thành công trong cuộc sống. À. Em có vui mừng không khi mà thấy bé Hiếu có một con gấu bông như này để mà chơi cùng không? Có, em rất vui ạ.
Em rất vui à. Này, bây giờ thì thưa cô bác đang nhìn thấy bé Hiếu. Một cái sự mà phải nói là chắc là rất là đang vui trong lòng rồi. Có thêm gấu bông để mà chơi cùng nữa. Cho anh Quân nhá. Hở lớp cái Quân rồi, hả bà? Mở được ra. Đấy, không cho đâu cô bác ạ. Đấy. Đang rất là háo hức. Thế thì bây giờ Hiếu ơi. Nè, Hiếu. Ảo đúng không? Này, chú bảo bây giờ thì khoanh tay xin hai bà. Khoanh tay như nào? Bắt tốt này con. Khoanh tay như nào? Quân thì dạy em nói đi. Con xin Hai bà. Đã gửi. Gấu bông cho con. Con chúc. Hai bà. Luôn thành công trong cuộc sống. Luôn. Hát à? Cái câu này không nói được rồi cô bác ạ. Đấy, ngại luôn. Đấy, phải ngại đấy. Nào, chơi gấu bông tiếp đi. Chơi gấu bông. Đấy. Bảo là con yêu hai bà. Này, hát đẹp này. Con yêu hai bà mà. Có ẩu luôn. Kinh ngào. Tiền cơn hát này. Đấy, không cho. Không nói là không cho nhá. Con yêu. Hai bà. Rồi. Đấy, đi chơi đi. Đấy, lấy đi chơi đi. Đây à, cứ nhớ đây. Đấy, buổi tối thì Quân ngủ chỗ này thì gió lùa vào có lạnh không? Nếu mà lạnh quá thì mai anh mua bạt vào nhá. Mua bạt vào để quay chỗ này đã. Nhá. Còn là chỗ của ông bà thì đằng sau là có đúng không? Đằng sau là có rồi, và bên này thì cũng có khá là nhiều đồ đạc ấy, cho nên là chỗ của ông bà thì chắc là không phải mua bạt để mà quay nữa các bác. Chỉ mới là chỗ ngủ của em Quân thôi. Đấy. Khi mà được các bác quan tâm gửi quà như này thì em có thấy mình may mắn không? Em thấy là rất may mắn ạ. Rất may mắn à? Vâng ạ. Em cũng không biết nói những lời. Em cũng không biết nói những gì, em chỉ biết nói một ít. Và con cũng mong tất cả các ông bà của chú anh chị sẽ hiểu cho con và luôn và dạy con. Đấy, Quân thì mới chỉ đi học đến lớp 5 thôi, cho nên là những cái từ bằng tiếng phổ thông, cho nên là em cũng chỉ biết một chút thôi các bác, cũng không có biết là nhiều cho lắm. Đấy, và hôm nọ thì bác Cindy có gửi cái bóng đèn là năng lượng mặt trời này cho em Quân, thì hiện tại là đến tối thì nó sẽ tự sáng luôn các bác, khi nào mà hết pin nó sẽ tự tắt mà đi. Đấy, bà thì đang luộc sắn ở bên kia rồi nhỉ. Vâng. Thế thì để một tí nữa anh em mình thưởng thức món sắn thêm một chút đã nhỉ. Vâng. Cái này là cái gì đây hả Quân? Treo lên trên này này. Lạc ạ. Lạc à? Vâng. Là phải treo lên à? Vâng. Cái này sáng lấy rang cơm cho em ăn ạ. Sáng là lấy rang cho em à? Vâng. Thế là buổi sáng là cho bé Hiếu là ăn sáng là có cả lạc đúng không? Vâng. Đấy, bé Hiếu ơi, các bác thích ở đây nha. Lấy cống thế nào, điệu thế nào, điệu gấu bông thế nào, lấy điệu đi, điệu như vừa rồi ấy. Ừ ạ. Vừa rồi lắng ạ. Phải à, những cái bộ quần áo váy thì cũng được là các bác là gửi cho bé Hiếu với lại em Quân là nhiều. Còn ông với bà thì hầu như là mặc những cái bộ quần áo truyền thống dân tộc Nùng thôi cô bác ạ. Ừ lên già chứ. Đấy, ở bên ngoài thì phải nói là sương mù rất là dày đặc cô bác này. Đấy, rất là lạnh luôn. Đấy, phần phía bên ngoài thì bây giờ vẫn còn phải nói là khá là nguy hiểm cô bác. Chỉ sợ là ông với bà cô bác thì ra bên ngoài cũng như là đi vệ sinh hay là đi nào ra ngoài là chẳng may là bị té ngã là lăn là coi như là ngã xuống kia luôn. Đấy, ông với bà thì nếu mà lăn xuống kia thì phải nói là sẽ phải nói là bị chật khớp hay là bị như thế nào đấy. Đấy, bé Hiếu thì rất là thích luôn này cô bác này. Đấy, có những con gấu bông này để cho bé Hiếu chơi thì có thể là cái niềm vui mà khi mà cháu Lực chia sẻ lên các bác xem được những cái nụ cười của các em thì các bác cũng
vui theo các em luôn. Các em thì có một cái số phận mà phải nói là cực kỳ là bất hạnh và éo le luôn. Bố không có, mẹ không có, chỉ có là ông với bà thôi. Đấy, có hai con Pikachu, một con là Pikachu. Làm nhiều quá. Đấy, bây giờ thì còn cái thức phim này cũng khá là dài rồi các bác ạ. Đấy, sắn thì đang luộc rồi, thì một tí nữa sẽ thử sắn với Quân một chút thì cháu Đức cũng sẽ di chuyển là đi về thôi các bác. Tại vì bây giờ trời đang khá là mưa cho nên là cháu Đức sẽ không có ở lại cùng với em Quân là lâu. Hôm nay thì cháu Đức cũng đã gửi phần quà tới cho hai anh em rồi. Đấy, hai anh em thì khi mà nhận thì rất là vui và không có một từ nào mà diễn tả luôn. Thấy bé Hiếu cao à? Thấy bé Hiếu chơi nhận được những con gấu bông không bác? Đấy, tự biết ra đây là ngồi luôn. Đấy, thấy con gấu bông thì ngồi ở kia. Nào, khoanh tay xem nào, bé Hiếu. Khoanh tay xem nào. Rồi, con chào tạm biệt. Con chào tạm biệt các ông bà. Con bà. Rồi, bye bye. Rồi, nào Quân. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Đấy rồi, bây giờ thì chắc là cháu Đức cũng sẽ xin được kết thúc cái thức phim ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở đường sống tiếp theo trên cảnh bản em. Xin chào cô bác anh chị. Nào, bài hữu. Vẫy tay thêm lần nữa, vẫy tay. Rồi. Xin mến chào tất cả quý cô bác anh chị. Đấy, hôm nay thì ngày một ngày mà mưa gió rất là lạnh, thành ra là không có đi lên trên bản được. Cháu Lực ở nhà thì hai chị em là làm một tí lạp xưởng, vừa là để làm phục vụ cho gia đình và vừa là làm để đăng lên trên kênh. Mà nếu mà có cô bác anh chị nào mà quan tâm tới lạp xưởng thì là cháu Lực sẽ gửi cho cô bác. Cháu Lực cũng rất là mong các ông bà, cô chú anh chị sẽ mua ủng hộ cho cháu Lực để cho cháu Lực có thêm kinh phí đổ xăng để đi lại các bác nhé. Xin cảm ơn các bác anh chị rất là nhiều.